Xin chào, Yến rất vui khi được gặp lại các bạn trong bản tin xu hướng nghề nghiệp tuần này. Chắc hẳn các bạn đang có một kỳ nghỉ lễ thật chill bên gia đình đúng không nào? Nghỉ lễ vui nhưng cũng đừng quên cập nhật xu hướng và kiến thức nghề nghiệp cùng VTC Academy nha. Bản tin xu hướng nghề nghiệp tuần này sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề mà mình tin là các bạn đang rất mong chờ: Digital Marketing. Đó là ngành gì, công việc ra sao, cơ hội việc làm như thế nào và học ở đâu để trở thành một Digital Marketer chuyên nghiệp. Xem hết video này để được giải đáp những câu hỏi trên nha. Với sự phát triển như vũ bão của Internet cùng sự nở rộ của các trang mạng xã hội, chắc hẳn các bạn từ lâu đã không còn xa lạ với các cụm từ Digital Marketing đúng không nào? Hiểu một cách đơn giản, Digital Marketing là những hoạt động của marketing trên các nền tảng kỹ thuật số. Đây chính là một trong những hoạt động cốt lõi của marketing. Cụ thể, lĩnh vực này sử dụng các kênh kỹ thuật số như blog, website, mạng xã hội và nhiều kênh khác nữa để đưa ra sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng. Digital Marketer chính là cách gọi thân thuộc của các chuyên viên Digital Marketing, công việc mà họ phải đảm nhiệm gồm có xác định, phân tích và đào insight, sự thật ngầm hiểu của khách hàng, xây dựng chiến lược truyền thông và chiến lược marketing để tiếp cận với nhóm khách hàng trên các nền tảng kỹ thuật số, lập kế hoạch, triển khai và liên tục theo dõi mức độ hiệu quả của Digital Marketing trên các nền tảng trực tuyến như Facebook, Google, Zalo. Xác định các loại hình Digital Marketing sẽ sử dụng để quảng bá sản phẩm hay dịch vụ. Viết báo cáo đo lường số liệu, tổng kết chiến dịch, rút ra những bài học cho những chiến dịch. Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận, phòng ban để xây dựng chiến lược dựa trên những mục tiêu chung. Là một Digital Marketer, bạn cần có một số kỹ năng cơ bản như thu thập và phân tích dữ liệu, kỹ năng lập kế hoạch, sáng tạo nội dung, nhạy bén với công nghệ và thành thạo các công cụ Digital Marketing. Bạn có thể tham khảo video này để biết rõ hơn nè. Nhu cầu tuyển dụng trong ngành marketing được dự đoán sẽ tăng trung bình khoảng 13% trong năm 2022, đặc biệt tập trung vào ngành Digital Marketing. Và theo thống kê của LinkedIn, nghề phát triển nhanh nhất là Media Coordinator, Search Manager, Social Media Coordinator. Và nghề có nhu cầu cao nhất hiện nay là Digital Marketing Specialist, Digital Account Executive, Social Media Manager. Bạn thấy đó, cơ hội nghề nghiệp của các Digital Marketers rất đa dạng đúng không nào? Sau khi đã chuẩn bị cho bản thân những kiến thức marketing và trang bị những Digital Skill thật pro, bạn đã có thể bắt đầu sự nghiệp như một chuyên viên Digital Marketing và từng bước phát triển trở thành trưởng nhóm Digital Marketing, đến Manager hay thậm chí là Director. Miễn là bạn không ngừng học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, kiến thức thì mức lương hấp dẫn lên đến 8 chữ số là điều hoàn toàn có thể. Vậy, để trở thành một Digital Marketer chuyên nghiệp thì nên bắt đầu từ đâu ta? Đến VTC Academy ngay thôi bạn ơi! Ngoài những nội dung mà Yến nhắc đến trước đây, chương trình đào tạo Digital Marketing tại VTC Academy còn được bảo chứng bởi Digital Marketing Institute hay còn gọi là DMI. DMI là tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing. Hiện nay, các chứng chỉ của DMI được công nhận bởi các cơ quan hàng đầu trong ngành bao gồm Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ. Bạn sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức mới và kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực Digital Marketing bởi 60% nội dung giảng dạy tại VTC Academy sẽ được tích hợp với các kiến thức của chương trình DMI. Qua đó, sau khi kết thúc 2 năm học, các bạn sẽ có cơ hội nhận cùng lúc 2 chứng chỉ Digital Marketing từ DMI và VTC Academy, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và tự tin làm việc tại các doanh nghiệp lớn cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, giảng viên VTC Academy còn có kinh nghiệm trong nghề và đạt được chứng chỉ Pro của DMI. Quá là xịn đúng không nào? Nghe đến đây là Yến đã muốn đi học ngay rồi. Bạn thì sao? Còn chần chờ gì mà không bắt đầu hành trình trở thành một Digital Marketer full stack tại VTC Academy ngay từ bây giờ? Đến đây thì bản tin xu hướng nghề nghiệp tuần này cũng đã hết. Mong rằng qua những chia sẻ của mình, các bạn đã có những quyết định đúng đắn để bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ của bản thân ngay từ bây giờ. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần sau với thật nhiều thông tin bổ ích khác nhé. Bye bye!